Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn điểm một phương pháp điểm danh khách quan đại biểu dự hội nghị. Chúng ta đã biết rằng phương pháp điểm danh truyền thống đó là dùng người để điểm danh. Thì dùng người để điểm danh nếu số lượng đại biểu đông thì cái việc điểm danh mất rất nhiều thời gian. Và có trường hợp không khách quan đó là đại biểu không đến nhưng mà người điểm danh vẫn ghi là đại biểu đó đến. Thì người ta gọi là có đôi lúc có trường hợp không khách quan thì dùng phương pháp điểm danh khách quan là dùng máy tính để điểm danh thì như vậy nó không phụ thuộc vào con con người để hoàn toàn khách quan và số lượng đại biểu đông thì máy tính điểm danh mất rất ít thời gian thế thì phương pháp điểm danh khách quan thì dùng những thiết bị gì thứ nhất về mặt phần cứng thì phải có một cái máy tính để bàn hoặc là máy tính sách tay và một cái đèn đọc mã qr và một phần mềm điểm danh khách quan được cài vào máy tính thì khi đại biểu đến dự hội nghị đại biểu mang theo giấy mời trên giấy mời đó có cái mã qr về thông tin của đại biểu sau đó đại biểu đưa cái mã qr trước cái đèn đọc mã qr này đèn đọc mã qr sẽ điểm danh đại biểu đưa vào máy phần mềm máy tính và sau đó nó hiển thị lên trên cái màn chiếu của hội nghị chẳng hạn là đại biểu vừa đến dự hội nghị là ai và tổng số đại biểu đã có mặt vào cái thời điểm này là bao nhiêu người và các thông tin khác để các bạn nhìn thấy ở trên cái màn đèn chiếu ở nơi 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 hội 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 nghị này đó mọi thứ nó đều phơi bày lên trên màn hình để các bạn thấy rất là khách quan các bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm này hãy liên hệ với thạc sĩ lê văn quang tác giả lập trình theo một trong hai số hiển thị trên màn hình à, 0912 595654 hoặc 0943078123. À, sau đây tôi sẽ giới thiệu tổng quan à, về à, phần mềm điểm danh khách quan. Thì như vậy, à, phần mềm điểm danh khách quan đại biểu dự hội nghị à, bằng mã QR. Thì như vậy là các bạn chuẩn bị một cái, cái danh sách đại biểu bằng một file Excel à, có nhiều cột, mỗi một đại biểu là một hàng. Thì cái việc tổ chức à, các thông tin đại biểu trên một file excel sau đó các bạn đưa cái danh sách này vào phần mềm điểm danh sau đó phần mềm sẽ tạo cho mỗi một đại biểu một mã qr và các bạn in giấy mời cùng với mã qr của đại biểu này lên giấy mời sau đó đại biểu đến dự hội nghị thì đưa cái giấy mời có cái mã qr gắn trên giấy mời trước cái đèn đọc mã vạch, đèn đọc mã vạch à, mã qr sẽ đọc thông tin của người đến dự à, ở hội nghị à, đưa vào phần mềm để điểm danh và kết kết thúc việc điểm danh sẽ đưa ra một cái danh sách đại biểu có mặt và đại biểu đó có mặt vào lúc mấy giờ à, danh sách đại biểu vắng mặt và đặc biệt là đưa ra một cái danh sách đại biểu đi chậm thì như vậy là ưu à, điểm của phần mềm nó còn à, giúp cho cái việc đại biểu phải có rèn được cái ý thức đi họp luôn luôn phải à, đúng giờ à, vì nếu không à, đi học đi họp đúng giờ thì nó có một cái vết để lại trên phần mềm à, cái danh sách đưa ra là đại biểu đi chậm à, xin giới thiệu với các bạn à, phần mềm điểm danh khách quan à, các bạn có nhu cầu gọi điện cho à, thạc sĩ Lê Văn Quang tác giả lập trình theo một trong hai số hiển thị trên màn hình à, chúc các bạn thành công.